Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là fangametoo.com. Video này ta sẽ tìm hiểu về cái nốt này, nó hay đó bạn. Cái nốt này dùng để chữa lành vết thương á. Cái nốt này dùng hiển thị máu rồi, có tên là heo bạn, heo đây. Thì đừng đọc heo heo ha, tôi tiếng Anh cũng dở lắm. Thì ta đọc gì các bạn đừng cười ha. Rồi, thì cái nốt này nó như thế này nè bạn. Đầu tiên rồi, đại khái là cái sao nó lung tung các bạn. Đầu tiên là bạn sẽ cho quan tâm tôi cái nốt đầu tiên là nốt heo đây. Rồi, heo, cái nốt heo này là các bạn sẽ lưu ý đầu tiên là bạn thêm trong đây, là bạn đánh cái chữ tìm kiếm ở trong đây. Nãy tôi làm thử rồi, nào đây là cái nốt này nó sẽ liên quan tới ba nốt ha. Tổng cộng ta có ba nốt, một là cái nốt heo này là cái nốt mà đặt cho cái đối tượng này nó có cái lượng máu là bao nhiêu máu bạn. Nhưng bạn nào thường hay chơi game thì biết ha, giả sử như một cái nhân vật chúng ta khi mà bắt đầu cuộc chơi bạn, nó sẽ có 3 máu, giả sử vậy, 3 hay 5 máu gì đó. Rồi khi chúng ta chơi thì nó sẽ có hai trường hợp, một là trường hợp khi chúng ta đụng cái kẻ thù á, hay là đại khái ví dụ như bạn chơi bắn máy bay đi thì bạn bị trúng tên lửa của kẻ thù á, thì chúng ta sẽ bị giảm đi một máu hay giả sử vậy. Rồi thì sau đó chúng ta sẽ ăn lại ha, ăn lại những cái mà cứu thương trên đường á, thì chúng ta sẽ tăng lên lại một máu lại. Khi mà chúng ta bị hết cái phần mà ba máu á, thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt, đại khái là vậy bạn. Rồi thì cái chúng ta sẽ có là cái lượng máu, rồi cái gì đó để tiêu diệt, cái gì đó bị tổn thương, rồi một cái gì đó để nó tăng máu lên ha. Rồi thì cái nốt heo nè bạn là cái nốt mà nó đặt cái giới hạn máu ban đầu của chúng ta. Thì bạn sẽ thấy bên đây nè, nó sẽ cho cái giới hạn máu ban đầu của chúng ta là 3 bạn. Mặc định của phần mềm là cho chúng ta là 10 á, mặc định là để 10, thấy chưa? Nó thì tôi mới sửa lên 3 đó. Rồi thì cái chỗ này nó có hai dòng là gì bạn. Cái dòng đầu tiên là cái lượng máu ban đầu, nghe, mới bắt đầu cuộc chơi là chúng ta có bao nhiêu máu đây. Rồi ví dụ như mới bắt đầu cuộc chơi á, thường là chúng ta sẽ cho hai cái này nó bằng nhau bạn, thường là cho hai này bằng nhau, hoặc là bạn cho khác nhau cũng được. Khác nhau trong trường hợp là giả sử như cái lượng máu ban đầu là giả sử là 5 ha. Rồi sau này tôi có thể là tăng lên cái mức máu mà tối đa là 10 vậy thôi bạn. Mắc heo nè là tăng lên tối đa. Như vậy sao tăng được thì chúng ta sẽ ăn những cái lượng máu trên đường chúng ta chơi bạn, thì chúng ta tăng lên, ví dụ vậy. Nhưng mà thường ít lắm bạn, ít mà có vụ mà cái lượng máu ban đầu với cái lượng máu tối đa hai cái nó chênh lệch lắm. Thường những trò chơi thông thường, ví dụ như vô bắt đầu cuộc chơi là ví dụ như cái lượng máu chúng ta là 5, thì khi mà kết thúc trò chơi luôn thì cái lượng máu cũng khoảng là 5 thôi. Cũng có trường hợp nhưng ít lắm. Rồi tôi sẽ nói luôn ha, một cái là lượng máu ban đầu, một cái lượng máu có thể là tăng lên tối đa. Rồi ví dụ như sẽ xử trường hợp này, tôi cho là hai cái bằng nhau là bằng 3 đi hết bạn. Rồi giờ xong đó bạn, là ta định hình được là cái nhân vật chính chúng ta là có bao nhiêu lượng máu rồi ha. Rồi ở xong cái nốt heo này bạn, nó sẽ có những cái nốt rì rì bên những cái liên kết rì rì bên hông nè, trái phải nè. Rồi tôi sẽ nói sao bạn, tôi sẽ nói sao là thứ nhất. Rồi thứ nhất chúng ta sẽ thêm cái việc mà nó bị tổn thương bạn, bị tổn thương ha. Giả sử như tôi đây, tôi sẽ thêm hai cái đối tượng, một là đối tượng là hình cái màu đỏ nè, hình nón màu đỏ, thì tôi sẽ đặt tên nó là enemy, là kẻ thù. Tôi phân loại nó kẻ thù, hoặc là tôi khẩu cần phân loại được, tôi để cái tên enemy. Cái hai là cái quả cầu màu xanh dương nè bạn, tôi đặt tên nó là heal, nghĩa là cái việc mà chữa lành vết thương các bạn. Rồi một cái làm tổn thương, một cái làm chữa lành vết thương ha. Màu đỏ là bị tổn thương, màu xanh dương là chữa lành vết thương, là tăng máu luôn đó. Một cái này là tăng máu, cái này là làm giảm máu, đại khái là vậy. Rồi giờ trong đây nè, tôi sẽ sử dụng cái nốt là if collect thôi bạn. Nếu va chạm bạn, là nếu chúng ta va chạm với cái đúng cái nốt mà enemy luôn bạn, cái nốt mà nãy tôi nói bạn mà làm màu đỏ đó, là làm cho nó giảm máu á. Rồi nếu chúng ta chạm vào đó thì sao, thì chúng ta sẽ thêm một cái nốt là damage bạn. Cái nốt này nè bạn, giờ hôm nay bạn đánh. Vậy tôi nói bạn á, cái video này chúng ta chỉ tập trung quay quanh là ba nốt thôi. Một nốt heal, hai nốt là heal, hai là ba là cái nốt damage, nghĩa là cái này là bị tấn công, cái này là chữa lành vết thương, rồi cái này là định lượng máu gì thôi bạn. Rồi cái này là ví dụ như nếu chúng ta va chạm với kẻ thù thì chúng ta sẽ bị tổn thương một cái lượng máu là bao nhiêu. Thì mặc định của cái nốt này nó cho chúng ta là một nè, nên là mỗi lần chúng ta bị trúng một cái viên đạn ví dụ như, thì chúng ta sẽ giảm đi là một cái lượng máu là một. Ok ha, vậy đơn giản như thôi. Rồi ngược với cái nốt này á, thì chúng ta cũng dùng cái tương tự là nếu chúng ta va chạm với một cái đối tượng nào đó, đối tượng ngoài ta đặt tên là đối tượng tên là heal bạn, heal là cái màu xanh này nè, thấy chưa, tên heal nè, thì cái lượng máu ta sẽ tăng lên là bao nhiêu thì ta chỉnh là tăng lên là một. Thường hai cái nó tương ứng với nhau luôn bạn, ví dụ như giảm một thì đây tăng lên một. Rồi chỉ đơn giản như thôi bạn. Vậy là chúng ta đã định hình xong được cái việc là đặt cái lượng máu ban đầu nè là 3, rồi mỗi lần ta chạm vô cái kẻ thù á, chạm vô cái nốt này, chạm vô cái đối tượng này thì chúng ta sẽ giảm xuống một máu, hoặc là nếu mỗi lần ta chạm vô đối tượng này thì chúng ta sẽ tăng lên là một máu. Nó vậy thôi đó bạn, dễ đúng không?
Ví dụ như tôi có 3 máu thì tôi giảm đi 1, nữa là còn còn 1, còn 2 ha. Giảm 1 nữa là còn 1. Nếu tôi đụng lần nữa thì tôi sẽ bị tiêu diệt các bạn. Còn tôi ăn lên thì tôi sẽ tăng máu lên. Rồi, chỉ đơn giản thôi. Giờ sẽ quay lại đây các bạn. Quay lại cái nốt thêm nè. Cái nốt này á, thì nó sẽ có những cái tùy chọn thêm các bạn. Ví dụ như là thực ra nó không cần mấy cái rìa bên hông đây các bạn. Như gì lắm ta đã có thể là chơi chơi được rồi. Chúng ta có thể test được rồi, nhưng mà tôi muốn làm cho các bạn thấy cho nó rõ thì tôi sẽ thêm một số cái liên kết này cho bạn hiểu rõ thôi. Ví dụ thứ nhất là cái bên tay phải này, ta đang nói cái tên tay phải là cái này trước ha, cái này đếm mịt nè, nghĩa là bị tấn công á. Khi bị tấn công mà ta va giảm như cái nốt màu đỏ bạn, cái đối tượng mà cái màu đỏ này á, rồi thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gì, thì tôi cho nó là cái phần âm thanh. Khi ta đụng với cái nốt mà cái đối tượng kẻ thù á thì nó sẽ phát ra cái âm thanh này, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi mỗi lần chúng ta bị tấn công á thì chúng ta sẽ phát ra cái âm thanh này các bạn, đơn giản vậy thôi, cái nốt âm thanh nè. Kèm theo đó là tôi thêm một cái hình ảnh này để cho các bạn dễ phân biệt, là một cái hình tâm hình thôi màu đỏ các bạn, rồi cho bạn phân biệt thôi chứ không gì bạn khỏi thêm những cái này cũng được. Đây là một cái hiệu ứng cho nó đẹp thôi chứ không gì, cho bạn dễ biết thôi. Rồi tương tự gì chúng ta sẽ có cái nốt có tên là heal nè bạn, heal như là cái nốt này là khi chúng ta ăn được cái mà chữa lành vết thương mà chữa lành vết thương là cái này nè nó còn cái bị tấn công là cái này nè. Rồi khi chúng ta chữa lành vết thương lên này nè bạn, thì nó sẽ hiện ra cái hiệu ứng gì, cái hành động gì, cái kỹ xảo gì, thì tôi cũng sẽ cho được cái âm thanh là như ta ăn điểm ăn tiền nè, thấy chưa. Và kèm theo đó một cái hình ảnh là một cái tia sáng màu trắng. Nó tôi làm để cho bạn dễ phân biệt thôi. Khi mà chúng ta chữa lành vết thương thì là màu trắng, còn khi chúng ta bị tấn công á, tổn thương á, thì nó sẽ là màu đỏ. Ok ha, là ta đã được hai cái nốt này rồi. Ok, hai nốt này rồi. Cái là bị tấn công, cái là bị chữa lành vết thương. Còn cái cuối cùng là defeated, là chúng ta bị tiêu diệt các bạn. Khi tiêu diệt thì sao? Thì thông thường những cái video trước các bạn làm á, là bạn làm những video trước á, những cái trò game mà tôi hướng dẫn các bạn rồi á, là đơn giản á, trò game mà không có việc mà liên quan tới phần mà có máu á, chỉ cần chạm một lần là chúng ta bị tiêu diệt á, thì tôi sẽ cho bạn là nếu ta chạm với cái kẻ thù thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt liền luôn. Nhưng mà trong trường hợp này á thì chúng ta thêm cái nốt là health nữa thì chúng ta sẽ có cái lượng máu. Khi nào chúng ta hết cái lượng máu ta mới bị tiêu diệt. Trong trường hợp này ta có 3 lượng máu nè, nghĩa là chúng ta sẽ chạm vô cái kẻ thù là 3 lần thì chúng ta mới bị tiêu diệt. Lần thứ 3 nó sẽ tiêu diệt. Là khi tiêu diệt thì chúng ta cũng sẽ thêm cái nốt defeat là bị tiêu diệt. Rồi tới đây thì bạn quá quen những cái video trước rồi. Khi tiêu diệt thì nó sẽ vỡ thành từng mảnh vụn. Rồi nó đợi khoảng nửa giây hay 1 giây đó thì nó sẽ kích hoạt cái màn hình game over, tạm ngưng cuộc chơi. Ok ha. Rồi. Rồi thực ra bên đây nó còn một cái nốt có tên là reset các bạn. Cái nốt là gì ta? Thì tương tự như đây thôi, tại vì tôi chưa có thêm bạn. Tôi chưa thêm này ha. À, sẽ như tôi thêm luôn đi. Cái nốt reset này có nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta đã bị ta chạm vô cái thù là ta có 3 máu ha, ta có 3 máu nè. Ta chạm vô kẻ thù 2 lần thì ta sẽ còn bao nhiêu máu bạn? Còn 3 chia 2 còn 1 máu. Rồi chúng ta còn có đúng 1 máu thôi bạn. Rồi trong trường hợp này giả sử như nếu bình thường các bạn chạm vô một cái nốt heo bình thường á thì bạn chỉ tăng lên là đúng 1 máu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái trường hợp đặc biệt là chúng ta chạm lên một cái đối tượng đặc biệt thì khi ta chạm vô thì cái lượng máu chúng ta sẽ được reset lại được đúng là 3 luôn, hay bạn. Đó là cái trường hợp mà chúng ta đụng những cái đối tượng đặc biệt ha, lâu lâu mới gặp được những cái trường hợp mà tăng máu đặc biệt thôi. Còn bình thường chúng ta chỉ gặp được những trường hợp là nếu ta va chạm thì chúng ta được tăng máu lên là 1 thôi ha, tăng máu là 1 thôi. Còn này nó reset lên cái giá trị là máu về cái giá trị mặc định luôn. Ví dụ này là 10 thì nó tăng lên là đúng là 10 luôn. Rồi thì tương tự như thôi, bạn sẽ thêm một cái nốt gọi là if collect, nốt này nữa, nốt này nè. If collect là nếu chúng ta chạm với cái gì, nếu chúng ta chạm một đối tượng đặc biệt nào đó thì nó sẽ thực hiện cái hành động là reset cái nốt heal lại. Nó bạn thấy hay chưa? Giả sử cái nốt đặc biệt đó thì cái trường hợp này tôi chưa có thêm, bạn tôi mới vừa thêm cái kẻ thù nè, kẻ thù giảm lên 1 máu nè, tăng chữa lành vết thương 1 máu nè, là tăng lên 1 á nè, giảm 1 nè. Rồi tôi thêm một cái nốt nào đó làm ví dụ bạn, một cái nốt đặc biệt nè, một cái nốt đặc biệt nó đi, sẽ như cái nốt vòng tròn đi ha. Rồi thì chúng ta chạm vô cái nốt vòng cái mô hình hình torus này đi thì chúng ta sẽ được cái lượng máu tăng lên như ban đầu mặc định luôn, tăng lên mặc định tối đa là ban đầu á, giá trị ban đầu là 3 máu dù gì. Rồi tôi sẽ cố tình ha. Những cái này á nó rất là hay bạn, nhưng mà những bạn mới thì thường hay không biết những cái nốt này. Rồi cái nốt này có tên là torus các bạn. Tôi cho cái nốt này là cái nốt Taurus, là cái nốt restart
Vista Health hay gì đấy ha. Tôi đặt tên lại đi cho nó dễ nhớ. Ok, Vista Health đấy ha. Rồi, giờ trong cái hình hợp đó nè, nếu chúng ta va chạm với cái nó, cái đối tượng là có tên đúng tên luôn, Vista Health đây, thì sao? Thì chúng ta sẽ reset lại cái node health này, nghĩa là cái máu chúng ta tăng lại đầy như ban đầu là 3. Ok ha, vậy giá trị ban đầu các bạn chứ không phải là giá trị cuối ha. Như giá trị tối đa là 5 thì nó sẽ reset về cái mức giá trị là 3 các bạn. Lưu ý cho kỹ. Nó reset về cái mức giá trị ban đầu chứ không phải là gì reset về cái mức giá trị mắc đâu ha. Mắc là tối đa không phải. Rồi. Ta sẽ làm test thử ha, tại giờ chúng ta làm gì là xong đó các bạn. Rất là tôi hết rất là cặn kẽ cái node health này ha. Node health với cái node damage với cái node heal này, ba cái node này. Cái này đặt lượng máu, cái này là bị tấn công hay là giảm máu 1. Cái này là chữa lành vết thương hay là tăng máu lên 1 ha, định lượng ở đây. Rồi. Còn cái này là dùng để reset ha. Cái node bên tay trái này là reset cái lượng máu lại ban đầu. Rồi. Tôi chỉ cần demo cái là bạn sẽ hiểu hết ha. Đây. Cái màn hình sao mà nó quay lại tôi tí. Ok. Rồi tôi sẽ cho bạn xem nè. Ví dụ như tôi điều khiển cái hình vuông màu trắng này bạn. Ban đầu tôi sẽ có là 3 máu đó, mặc định khi mới đầu chơi tôi sẽ có 3 máu. Tôi sẽ di chuyển thử cho bạn xem là tôi đụng đây thì nó sẽ phát ra cái âm thanh, tôi cho âm thanh to tí. Bên ngoài nó đang cao kê. Này bạn thấy nó sẽ tăng lên là giảm chứ. Thấy chưa? Khi tôi chạm một lần ở đó thì nó sẽ là 3-1 là còn có 2 máu bạn. Máu tôi chỉ còn 2 thôi. Ok ha. Máu tôi chỉ cần 2 thôi, rồi tôi chạm lần nữa nè. Rồi, thì 3-2 rồi còn như bạn còn ô 2-1 nữa còn 1 bạn. Nghĩa là máu tôi giờ tôi chỉ còn có 1 thôi, nếu tôi đụng lần nữa là tôi sẽ bị tiêu diệt, tôi đụng thử cho bạn xem. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi, tôi sẽ reset lại. Giả sử giờ tôi sẽ đụng cái ông này cái bị giảm máu 1 ha, đụng cái kẻ thù nè. Đó. Thì khi tôi nãy tôi thi các bạn là 1 là khi tôi đụng thì nó sẽ phát ra âm thanh, hay là nó có cái hiệu ứng là màu đỏ đó. Là 3-1 là còn 2, máu tôi giờ chỉ còn 2 thôi. Giờ tôi sẽ đụng cái ông này để cho tôi tăng máu lên nè. Thấy chưa? Và nghe tới tinh tinh với phát sáng xanh không? Nghĩa là máu tôi đã tăng lên 1 là tôi 2+1 lên là 3, máu tôi là 3 là bình thường đó. Rồi tôi sẽ test thử tôi đụng ông này nè. Rồi đụng ông này cái là tôi -1 nữa là còn 2. Đụng cái nữa. Do nó gần quá cái nó đụng liên tục các bạn, nó đụng liên tục 2 lần nên tôi đụng 2 lần luôn là bằng 2-2 bằng 0 luôn á. Rồi tôi sẽ test thử nè. Ok ha, tôi đụng nữa nè. Rồi tôi đụng 2 lần đó, nghĩa là máu tôi chỉ còn là 1 hả bạn. Giờ tôi sẽ đụng thử cái ông màu xanh lá cây nè. Máu tôi sẽ reset thì ban đầu là, hiện tại máu tôi chỉ là 1 thôi ha. Tôi sẽ đụng cái ông xanh lá cây để tôi máu tôi reset thì ban đầu là giá trị 3 luôn nè. Rồi ông này có thể là do cái hình dáng va chạm tôi chưa có thêm mà. Tôi sẽ kiểm tra lại nè. Ông này tôi chưa có đặt cái hình dáng va chạm nè. Đúng không? Tính chất vật lý là chưa nè. Tôi sẽ đặt tính chất vật lý nó là static đây cho nó cố định. Ok ha. Ông này chúng ta cũng cho nó những đối tượng này chúng ta cho nó cố định hết đi mà, cho nó đừng có chạy đi tùm lum hết. Rồi, ok, miễn nó có va chạm được rồi. Tôi lưu cái này lại đi. Để em thôi, tôi đang hướng dẫn các bạn có mấy lần tự động nó thoát ra, mất công hướng dẫn lại. Rồi, ok ha. Sao kỳ à? Mới vô là nó đã va chạm với cái gì rồi? Nó làm ta va chạm bị tổn thương mà. Va chạm với cái thù nè bạn. Rồi va chạm với cái heo. Rồi nếu va chạm với nó reset đúng không ạ? Chúng ta không cần phân loại bạn, bỏ phân loại đi. Tại vì chúng ta chọn đúng cái tên nó luôn rồi thì chúng ta không cần phân loại nữa chưa? Không cần phân loại ha. Rồi ta sẽ reset lại, ta sẽ lưu lại, chúng ta sẽ test thử lại nè. Ôi sao kỳ ta. Sao tự nhiên mới vô mà cái hình dáng va chạm của ông nào nó bị sai rồi. Đâu có đâu, hình dáng va chạm vẫn bình thường mà, thấy chưa, đâu có cái nào nó bị vấn đề gì đâu ta. Có cái hình tơ rút này nó hơi bị thì ta tăng lên tí thôi, ví dụ vậy. Còn của ông này thì hình dáng va chạm của những ông này sao nó không có nè. Rồi cái phần mềm đang bị lỗi rồi bạn, tôi tắt mở lại ha, không thôi nó bị lỗi liền. Đợi tôi tí, tôi mới vừa mở lên lại đó. Thì là lúc bạn sẽ thấy những cái trường hợp nó rất là vô lý ha. Thì bạn biết nó vô lý thì bạn nghĩ là cái phần mềm nó đang bị lỗi, thì bạn tắt và bạn mở lên lại thì nó sẽ hết ha. Phần mềm nó hay bị lỗi, tôi không biết sao nữa. Nói chung là những trường hợp bạn thấy nó cảm thấy nó bị vô lý bạn, thì bạn nên tắt lưu lại và tắt và mở lên lại thì nó sẽ hết ha. Rồi tôi sẽ test thử trò chơi nè. Như thế này. Thấy chưa?
Mới đầu ta không có va chạm nhất mà lại nó lại bị, ta sẽ kiểm tra cái hình dáng va chạm của nó. Đây, hình dáng va chạm của nó. Ok ha. Rồi. Mới vô mà tự nhiên nó là, một là nó va chạm với kẻ thù, hai là va chạm với ăn tiền liền, ăn để xin lỗi, tăng máu liền. Sao kỳ ta, để tôi coi lại coi. Tôi mới vừa xóa cái nền này mà chuyển nó sang cái dạng no ground đó. Tôi sử dụng một cái tấm nền mới mà tôi sẽ tự tạo ra, tôi cộng lên một cái mặt phẳng, tôi làm cái mặt phẳng này làm cái nền nè, thì nó hết bị ha, cái phần mềm nó cùi bắp quá. Rồi, hãy cho tôi thêm một cái tấm nền vậy thôi. Và cái tấm nền tôi cho nó tính chất quản lý là platform với static ha, cố định này. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi tôi sẽ test thử cho bạn xem nè. Ok, hợp lý ha. Đây, hãy cho nó hết bị đó. Phần mềm nó kỳ lắm. Rồi, tôi sẽ điều khiển cho bạn xem nè. Đầu tiên là tôi sẽ điều khiển cái hộp này, màu trắng nè. Rồi, đụng một lần thấy chưa? Thì cái máu tôi chỉ còn có hơi lớn thôi, tôi cho nhỏ một tí đi. Rồi, cái máu tôi chỉ còn hai đó ha. Máu tôi còn hai đó, đụng cái nữa nè. Rồi, máu tôi cứ còn một đó bạn. Rồi, tôi đụng đây, tôi sẽ tăng máu lên nè. Đó, giờ máu tôi tăng lên một là còn hai ha. Máu tôi tăng lên hai nè. Thấy chưa, máu tôi tăng lên ba đó. Rồi, máu tôi quay về mà mặc định là ba đó ha. Rồi, tôi sẽ đụng nè. Còn hai, còn một, rồi máu tôi còn có một đó, nếu tôi đụng nó là tôi thua nè, thấy chưa, chính xác không? Rồi tôi sẽ test lần nữa để tôi sử dụng cái nốt xanh lá cây là reset máu về mặc định ha, về giá trị ban đầu. Còn hai nè, còn một nè, rồi máu tôi chỉ còn có đúng một thôi, nếu tôi đụng một cái màu đỏ lần nữa là tôi sẽ thua ha. Tôi sẽ đụng một cái xanh lá nè, rồi luôn cái hình dáng va chạm của cái hàng xanh lá này nó có vấn đề nữa rồi. Rồi bạn để tôi test thử ha, tôi sẽ tắt thử lên. Tôi sẽ kiểm tra hình dáng va chạm của cái ông này coi. Bật này lên. Hình dáng va chạm của cái ông này đâu là đây. Hình dáng va chạm đúng rồi mà ta. Ví dụ cho nó to hơn tí đi cho bạn, cho nó dễ áp dụng. Rồi. Tôi lưu lại. Hôm nay nó dễ lỗi lắm. Tôi sẽ test lại ha, tôi sẽ thử cái màu xanh lá cây, nãy giờ ta làm hoài ta chưa thử được cái xanh lá cây. Đây, máu chúng ta đang là 3 nha, đụng đây nè. 2 1. Rồi máu ta chỉ còn có 1 thôi. Rồi ta đụng thằng ông, cái ông này không có gì xảy ra luôn nè bạn, thấy chưa? Đúng rồi, không có gì xảy ra, thật ra là chúng ta đã đụng rồi đó bạn. Tại vì chúng ta chưa có thêm cái hiệu ứng gì hết. Ha bạn, ta chưa có thêm hiệu ứng gì hết, ví dụ như bạn thấy nè. Khi ta chạm với cái ông này nè thì tôi không có thêm cái hiệu ứng gì hết, nên các bạn không có thấy ra, bạn cứ tưởng là nó không có hiệu ứng à. Thực ra nó có hiệu ứng á. Thì sẽ tôi sẽ copy thử hai cái ông này vào đây cho bạn thấy ha. Tôi copy cái phần mà hiệu ứng cho nó đẹp cho bạn hiểu á. Thứ nhất là đây nè. Rồi tôi thêm cái phần âm thanh luôn cho bạn hiểu luôn, cho bạn nghe cái âm thanh luôn. Điện thoại nãy giờ chúng ta cứ tưởng là nó không có va chạm, thật ra không phải, chúng ta nó có va chạm rồi đó, mà chúng ta không biết. Đây nè. Rồi tôi thêm đây. Rồi, như là mỗi lần chúng ta va chạm với cái nốt, cái đối tượng mà có tên là Restart Heal là cái màu xanh lá cây bạn, thì cái máu chúng ta sẽ quay về cái reset thì giá trị ban đầu là giá trị là 3 nè, thấy chưa. Thì tôi thêm nó cái hưởng là có phát ra ánh sáng xanh và thêm cái âm thanh luôn ha, âm thanh ăn điểm. Rồi tôi sẽ rồi tôi test thử nè. Nãy giờ nó có va chạm đó, nhưng mà tại vì chúng ta nó không phát ra âm thanh hay không phát ra hình ảnh nên chúng ta không biết ha. Đây tôi sẽ test thử. Ok ha, phóng to lên. Rồi giờ tôi sẽ, này đầu tiên là tôi đang là 3 máu ha. Rồi còn 2 nè, giảm 1 đó. Rồi còn 1 nè. Rồi nếu tôi đụng nữa là tôi thua các bạn. Thật sự như tôi đụng cái ông xanh lá cây này, thấy chưa, khi tôi đụng cái ông xanh lá cây này thì tự động tôi tăng lên máu giá trị ban đầu là mấy các bạn. Cái gì ban đầu máu tôi là 3 đó. Không tin giờ tôi đụng thêm ông này thêm 2 lần nữa nào. 1 nè. Ý. Có đụng được không? À, 3 nè. Rồi đụng ông này thử. Rồi đó đụng ông này thử đó. Sao kỹ ta? Để tôi kiểm tra lại bạn. Thôi tới đây thì tôi kết thúc cho bạn cái vụ mà reset này, để tôi tìm hiểu sao, tôi hướng dẫn sao các bạn. Trước mắt thì chúng ta chỉ biết được là ba cái nốt này là ok rồi. Là ba cái nốt này các bạn, bỏ cái này đi. Rồi, tôi biết được ba cái nốt này. Thứ nhất là máu ban đầu rồi bị tổn thương máu, một máu bị tăng máu lên ha, được tăng máu lên. Đó. Rồi vậy thôi, vậy là được rồi các bạn. Tôi kết thúc video này ha. Tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.